Nếu các bạn có nhu cầu mua app Verify, thử vọng may kim cương với tỷ lệ trúng cực cao, hãy đến ngay shop muoitv.com. Đây là shop do mình làm chủ và chịu hoàn toàn trách nhiệm, nên mọi người có thể yên tâm nhé. Thì sau mình lại có phần mô tả. Cảm ơn mọi người. Khi đến với clip này, mọi người cho mình xin một đăng ký và chuông thông báo để nhận những clip mới nhất nhé. Và đừng quên cho mình xin một like, cảm ơn mọi người. Nghe cô là bút mời mình làm gì đây? Alo! Alo! Làm gì đây? Hello con muội! Ừ? Lêu lêu không? Em! Đi khách sạn đâu? Không! Thế làm gì? Thế làm gì? Chơi game không? Không! Giờ tầm này chơi game làm cái gì? Thế đi lêu lêu đi! Không! Làm nhảy đi. Không. Đi. Không. Cho người ta cho ít cáp C đi không? Cáp C gì? Cáp C lều lều. Không. Đi. Không. Vừa được lều lều vừa được thêm tiền. Tiền giờ lấy làm cái gì? Tiền mặc dù không quan trọng nhưng mà nó cũng quan trọng đấy. Không thích tiền. Thế thích lều lều không? Không. Đi! Không! Lêu lêu đi! Không! Dù cái gì cũng không đi, thế đi... Đi khách sạn nào? Không! Đi nhà nghỉ không? Không! Chán nhở? Mời vào chỉ để nói thế à? Thì bây giờ mời vào anh gạ đi, em không đi thì biết làm thế nào bây giờ? Thế có đi không? Không đi! Có đi không thì bảo, không chơi đấy! Thế em mình chơi không chơi thì thôi, không... Out đây! Ôi, thôi đùa đấy! Hôm nay là anh có món quà ấy, muốn dành tặng cho con muội. Quà gì đấy? Nhưng mà quà này cực kỳ gọi là nó cực kỳ giá trị đấy. Đâu? Cái gì đấy? Nói đừng có sốc nhá. Ok, nói đi. iPhone 11 Pro Max. Bực phết. Thật? Đùa làm cái gì? Đâu? Anh mà có đấy. Tiền mua. Anh có tiền chứ sao không có tiền nhỉ? Hôm em tin tưởng anh rồi. Hôm nào còn mới vay tiền quay súng mà nay này mua chiếc iPhone 11 lớn. Thật? Không tin. Ui vãi nổi, em không tin thì em sai rồi, em nhầm rồi. Tiền đâu? Thế bây giờ đã bảo là anh mua về rồi hiểu không? Mua về rồi á? Sao đi? Thế có lấy không? Có lấy chứ. Nhưng mà ăn lấy nó không dễ đâu, hơi bị khó đấy. Ai lại còn thế nữa? Đâu? Thật chứ. Lấy bây nhá. Bây giờ thế này nhá. Hôm trước ấy, đáng nhiên là anh sẽ tặng em, mua về tặng cho luôn. Đấy. Nhưng hôm trước ấy, em dám chấn tiền anh, nên là anh không cho nữa. Bây giờ là anh có một điều kiện. Cho em, nếu mà em vượt qua được cái thử thách này thì anh sẽ tặng em con iPhone 11 Pro Max. Còn không thì thôi, anh không tặng nữa. Có dám chơi thử thách không? Nhớ bơm nhá, chơi luôn. Ok. Nhưng mà sẽ rất là khó đối với em đấy. Ok, cứ nói đi. Solo thằng anh thì anh cho. Solo á? Lại solo? Lại solo. Dễ vãi nổi. Nhưng mà thắng anh đây. Thắng là nhớ mồm, thắng là cho nhá. Ok chưa? Đúng rồi. Ok, solo tự chiến đúng không? Ok. Tạo phòng nè, có thể không? Chơi luôn. Có thể phòng không? Chơi. Hay là để em tạo. Đây rồi, em tạo đi. Sắp có điện thoại mới rồi. Nào bây giờ phải thắng anh đấy, thắng cả 6 trận đây, không chấp không chiếc gì đâu nhá. Ai chấm chấp? Thì chấp 2 trận, có chơi không? Chơi luôn. Em bảo không chấm chấp cơ mà. Kìa, yêu, giờ chơi bẩn, yêu. Cái đồ chơi bẩn. Chấp thì tội gì không chơi. Người ta gọi là cái đồ chơi bẩn đấy. Thế có chấp không? Không chấp nữa đây, nãy chấp bảo không thèm chấp cơ mà. Tại sao định là như thế? Tại gì là con muội nó bị ngu? Tại vì... Đúng không? Hèm. Nào, bây giờ con muội ra đây. Vừa lấy iPhone của anh hơi bị khó đấy. Nhớ nhá, không cho làm chó nhá. Thật, nhưng mà iPhone lại không cho miễn phí đâu. Không dễ dàng đâu, nhưng mà riêng con cu là anh cho miễn phí luôn đấy, thật. Không thèm. Có lấy con cua không? Hèm. Đâu rồi? Con muội này. Ui à, ghê đấy. Đây iPhone đây. Ghê. iPhone, được rồi. Điện thoại mới dùng rồi.
Không đơn giản là có điện thoại đâu em. Thế có cái gì nữa? Nếu mà em thắng anh ấy thì em sẽ được nhiều phần quà nữa em cứ. Em ạ. Nhiều thế? Vấn đề là em có thắng anh không? Không, nhưng em cần cái iPhone thôi, em không cần mấy cái kia. Kia gọi là không giá trị. À, mày có lợn quá. Vãi cả lời, không giá trị. Thế có cái gì đâu, có gì giá trị nào? Nói nghe coi. Sao lại không có? Em thấy mỗi cái anh vừa nói là có giá trị. Ơ, em bị lỗi này, nó có cầm quả bom kem. Lỗi à? Muội ơi là muội. Muội ơi, lấy iPhone này không dễ đâu. Lấy iPhone này không dễ đâu. Sao em bị như thế? Lấy iPhone này không dễ đâu muội à. Đưa đây, đưa iPhone của tôi đây. Không đơn giản là thế, đáng nhẽ là anh đã nói rồi, đáng nhẽ là anh mua về anh tặng em. Nhưng mà ấy, mua về tặng thẳng luôn, nhưng mà ấy, ai bảo em hôm qua em trấn tiền anh sao? Trấn qua 200. Vãi rồi, nhưng mà trấn nó là một cái hình thức cái gì nhỉ, người ta gọi là trấn tiền ấy. Nó là một hình thức gọi là vi phạm pháp luật, hiểu không? Sao lìn. Ờ thật chứ. Nhưng mà nếu mà em cái gì nhỉ? Nếu mà ấy, em bảo không có ấy thì anh còn cho, nhưng mà hôm qua là anh cũng không có, em vẫn cố tình anh tạo ra cái kèo này này. Là ấy, làm sao? Làm sao? Là để em không thể lấy được món quà đấy, hiểu không? Anh biết là em không thể thắng anh rồi. Ok nhá, muội nhá. Đưa đây. Nào ra đây. Có đâu muội đâu? Lấy iPhone này mà dễ á. Cái tội trấn tiền anh là tội không thể tha thứ rồi. Tội trấn tiền là tội không thể tha thứ rồi. Này, ui là chết ra. Cứu bé. Ui, mẹ. Hai đều ở đấy, ghê đấy, muội ghê đấy. Em. Anh sợ gì em? 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 Nào ra đây. Lợn quan chưa bẩn quá à. Bẩn đâu mà bẩn. Anh cũng cầm súng mà em cũng cầm súng. Súng anh súng xịn hơn đúng không? Em, súng anh dài hơn. Anh sợ gì? Tất nhiên, súng anh vừa dài vừa to thì mới thắng được em chứ. Anh sợ gì em? Anh sợ gì em? Anh sợ gì em? Ai à, ghê đấy. Bắn xuyên bom keo, xuyên bom keo, xuyên bom keo. Nào. Ây à, ghê đấy. Đồ iPhone sớm đây. Ây à, mẹ sao nhảy lên làm gì nhỉ? Cổ bảo em đừng có nghĩ là em thắng anh rồi nhá. Được tiền ra. Đừng có nghĩ là em thắng anh rồi, đừng có nghĩ là em thắng. Đích là để em không lấy được cái điện thoại đấy, chứ thật ra cái điện thoại, cái... Anh mang cái danh nghĩa là anh mang về tặng em, nói thế thôi. Nhưng mà anh bày ra cái trò này là không muốn tặng em, hiểu không? Tại vì sao? Tại vì là ai bảo là em tống trấn tiền anh. Muội gà. Em trấn. À, định chui góc nát à? Chui góc nát à? Chết bò nhá. Nào, em muốn chết hay sao? Này thì bắn hai khẩu này nè. Ai nhìn? Ủa hả? Từ sao? Nào, đưa điện thoại đây. Em nhìn bom mù. Này, điện thoại. Điện thoại. Ừ. Điện thoại, lấy điện thoại đi. Lấy điện thoại đi. Lấy điện thoại đi. Chết rồi. Máu. Điện thoại đâu rồi? Điện thoại này, lấy điện thoại này. Từ cái gì? Đâu lại cuốn à? Thích bọc không? Mẹ! Ở cái lỗ. Nhìn này anh chưa ra. Lên. Này thì trấn tiền này. Này thì trấn tiền này. À nhớ nhá. Thôi bye bye, bỏ ngay ý định nhận quà anh đi. Anh mang anh tặng bồ đây, bye bye. Tôi đây. Mẹ cay rồi.